đúng chưa? Ok. Sau đấy thì mình nhấn lưu. Từ từ để chị cho nó đẹp hơn tí. Căn vào đúng cái mép Mép tường ạ. cái mép hai Ừ, cái căn vào hai đúng mặt hai cái tường cho nó góc đẹp. và góc nhìn nó chia đôi ra nhìn nó đẹp hơn. Thôi Rồi. tạm thời vậy. Chỗ này là chỗ nào nhỉ? Chỗ này Rồi. được rồi, thế thôi được rồi. Tức là mình Vâng. ước ước lượng cho đẹp thôi, còn bởi vì cả hai không gian thì nó Mình gần nhấn nhau lưu chỗ điện. nào mình. Ngồi chia chia lại mất thời gian phết. Cứ bấm phát cho chạy cả. Ok. Rồi bây giờ Rồi, quay trở lại đúng chị không? nhấn quay lại ạ. Quay trở lại. Chị chọn vào phần room label ấy, để chỉnh lại cái Làm phòng thêm cái vừa chỗ nãy. đấy kitchen. Chị kéo xuống phía dưới, nó có cái mục kitchen đấy. Xong Cái mình này chọn lại lại, phải đặt lại đúng tên rồi, đúng lại phải đặt không? lại Ok. Để mình luôn. Rồi. Xong mình nhấn lưu đăng Đăng. gì đấy. Xong rồi, Ok. quay lại. Quay trở lại đúng không? Chị Cái này. vâng Bây giờ là cho chị TV đằng trước đúng đang không? vâng chị Từ đang từ tắt quay camera cái ấy, đầu em kính đúng không nhìn thấy. không? Alo. Vâng, Rồi, em lại nhìn thấy rồi. living room trước đúng không? Vâng. Xong rồi bedroom, xong primary, xong guest Xong cuối cùng và đến bếp. kitchen Đến bếp. là nó Ở đúng không? phần trên mình vẫn phải chỉnh cho em Chỉnh thì nó mới cái ok được. phần chị kéo lên phía trên xem. Giữ xong kéo lên phía trên. Chị chọn vào cái chữ mop after xem. Hình Cái gì như em? Chị nghe đâu? chị chọn vào cái chữ à đây, chị đặt tên đã, chị đặt đúng tên rồi, cho phải đặt tên. cái profile Tên làm cho việc này đã. profile. Correct name. Chị đặt tên này là thứ tự Thứ đi. tự đi. Thứ tự thì mình sẽ hiểu là nó chạy hết. Xong thứ tự. Xong chị sẽ tạo một cái profile tên là phòng ngủ, thì nó sẽ dành riêng cho chỉ chạy phòng ngủ thôi. Đấy, thì nó sau này nó sẽ rất là tiện cho chị. Xong lại Ok, thêm một thì cái có nghĩa profile rằng nữa phòng bếp. là ôi, chết rồi, nó bị Order xong. xong rồi bấm đâu nhỉ? Chị chọn Xong vào rồi. chữ vâng, Xong chị xong xong thôi, chị nhấn chữ xong đi. kéo xuống dưới cùng. Đấy. Chris favorite đúng không? Vâng.